Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình tìm hiểu thông tin về du học Mỹ. Thì bạn đang tìm cho mình học bổng để đi du học, bạn đang tìm cho mình một trường đại học danh tiếng với chi phí học tập vừa phải, thì trường đại học UMass Dartmouth ở bang Massachusetts sẽ đáp ứng cho những yêu cầu của bạn. Thì trường đại học Massachusetts Dartmouth bắt đầu đào tạo sinh viên từ năm 1895 và là một phần của hệ thống trường đại học danh tiếng Massachusetts. Với hơn 9.000 sinh viên đang theo học tại UMass Dartmouth, thì các bạn có thể chọn theo học trong 88 văn bằng và tham gia hơn 100 câu lạc bộ và các tổ chức sinh viên. Thì trường UMass Dartmouth cũng được chọn làm địa điểm cho một trường luật mới, trường luật đầu tiên của một trường đại học công lập trong khối thịnh vượng chung Massachusetts. Thì theo tờ tạp chí US News and World Report, luôn xếp hạng trường UMass Dartmouth là trường đào tạo thạc sĩ hàng đầu tại New England. Thì bên cạnh đó thì trường UMass Dartmouth cũng được đánh giá là một trong những trường đào tạo tốt nhất về lĩnh vực kinh doanh tại Mỹ theo tạp chí The Princeton Review. Các ngành như là kế toán, tài chính, quản lý nguồn nhân lực, hệ thống thông tin quản lý, marketing, quản lý hoạt động, quản lý kinh doanh tổng hợp và các lĩnh vực về khoa học nghệ thuật như là kinh tế, tiếng Anh, lịch sử, nghệ thuật tự do, triết học, khoa học chính trị hay là tâm lý học. Và theo đánh giá xếp hạng của tờ tạp chí US News and World Report thì UMass Dartmouth là một trong những trường hàng đầu về chất lượng giáo dục và đứng thứ tư tại Mỹ với hơn 65 chương trình cử nhân, 32 chương trình thạc sĩ và tiến sĩ cũng như là các chương trình cấp chứng chỉ. Và trường thì có thế mạnh dẫn đầu về ngành kinh doanh. Còn về chương trình đào tạo thì trường có những chương trình như là chương trình chuyển tiếp đại học tương đương với năm nhất đại học, đó là UPB. Thì chương trình này tương đương năm nhất của Đại học Massachusetts Dartmouth do tập đoàn giáo dục Navistar thiết kế. Các bạn học sinh có thể học tại trường Đại học Dartmouth. Và chương trình này kéo dài từ 2 đến 3 học kỳ liên tục trong vòng 1 năm, dành cho các bạn sinh viên không đạt đủ yêu cầu vào thẳng năm nhất của trường Đại học Dartmouth. Các bạn sinh viên sẽ được học trong các lớp học nhỏ và ít để giúp cho giáo viên có thể hỗ trợ và theo dõi sát sao, nhằm giúp cho các bạn sinh viên có kết quả học tập tốt nhất để có thể chuyển trực tiếp vào năm 2 của trường Đại học Dartmouth. Về yêu cầu tuyển sinh thì yêu cầu các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học, điểm trung bình từ 6.0 trở lên, trình độ tiếng Anh tương đương là TOEFL IBT là 59 hay là IELTS là 5.0. Hoặc các bạn cũng có thể làm bài test của trường tại Tân Đại Dương. Trường hợp các bạn học sinh không đủ trình độ tiếng Anh của trường thì có thể đăng ký học thêm tiếng Anh học tại trung tâm Anh ngữ đối tác của trường. Còn về thứ hai đấy là chương trình cử nhân đại học, cung cấp trên 88 ngành học. Yêu cầu tuyển sinh là các bạn phải tốt nghiệp phổ thông trung học, có điểm trung bình là từ 8.0 trở lên, có chứng chỉ TOEFL IBT là lớn hơn 72 hay là SAT hay là ACT, hoặc là làm bài test tiếng Anh tại Tân Đại Dương. Còn chương trình thứ ba đấy là chương trình dự bị thạc sĩ, thì khóa học sẽ kéo dài một học kỳ dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học không đạt đủ điểm trung bình cũng như là chưa có đạt về yêu cầu tiếng Anh để vào chương trình thạc sĩ khối ngành kinh tế là MBA và kỹ thuật hay là khoa học máy tính. Yêu cầu tất cả các bạn là tốt nghiệp đại học bất kỳ với tiếng Anh tương đương IELTS là 6.0 hay TOEFL là 72, hoặc các bạn cũng có thể làm bài test tiếng Anh tại Tân Đại Dương. Còn về chương trình thứ tư đó là chương trình thạc sĩ, cung cấp trên 38 chuyên ngành. Yêu cầu tuyển sinh là các bạn phải tốt nghiệp đại học với điểm trung bình là lớn hơn 8.0, có chứng chỉ TOEFL IBT là lớn hơn 72 hoặc là GMAT là hơn 400, hoặc là các bạn sẽ làm bài test tại công ty Tân Đại Dương. Và nhằm tạo điều kiện cũng như là cơ hội để các bạn có thể du học thì có chương trình học bổng dành cho các bạn đó là 12.000 đô cho 4 năm học, với điều kiện các bạn học sinh có thể đủ điều kiện vào học chương trình UPB tại Navistar UMass Dartmouth và nộp deposit sớm nhất sẽ được nhận học bổng là 3.000 đô cho năm đầu tiên UPB. Và nếu các bạn học sinh duy trì được GPA trên 3.0 thì sẽ tiếp tục nhận được học bổng là 3.000 đô cho mỗi năm cho 3 năm học còn lại của khóa đào của mình. Và để tìm hiểu rõ hơn thông tin, các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tindaiduong.edu.vn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đến ngay công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vui khi mời đến đây bạn Trương Mai Ly. Bạn vừa mới tham gia một buổi phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, và bạn đã tức tốc quay trở lại đây với chúng tôi để báo cho chúng tôi một tin mừng là bạn vừa có được visa du học Mỹ. Thì chị xin chào Mai Ly. Chào chị. Mai Ly có thể giới thiệu sơ nét về bản thân mình cho tất cả các bạn được biết không? Mình tên là Mai Ly. Năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và sáng nay là mình đi phỏng vấn để xin visa du học Mỹ. Cái cảm giác của em khi tham dự cái buổi phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ thì như thế nào? Thì sáng nay là lúc 7 giờ, 8 giờ là em có hẹn phỏng vấn, nhưng mà 7 giờ em tới thì lúc đó là cũng chưa được vào. Thì tâm trạng lúc ở ngoài nhìn người ta vào thì cũng hơi lo lắng một chút.
hơi lo lắng một chút thôi chứ không có luôn, tại cũng chuẩn bị tâm lý rồi, trước sau gì cũng phải vào thôi. Lúc đó thì cũng có trò chuyện với một số người cùng giờ hẹn với mình, thì khi mà vào trong đó thì cảm giác cũng hầu như không còn nữa, tại thấy đại sự cũng rất là thân thiện. Nhưng mà hôm nay em đi thì em có phiên dịch đi theo cùng, nhưng mà cứ yên tâm đi tại vì đại sự biết tiếng Việt mà. Rồi mình đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, vậy thì qua Mỹ mình sẽ học ở trường nào, mình chọn chuyên ngành gì? Em học trường Harvard của bang Maryland. Em chọn chuyên ngành là quản trị kinh doanh. Cái định hướng mà sau khi mình hoàn thành cái chương trình của mình sẽ có định hướng như thế nào chưa? Dạ có chứ, em đi du học về để làm cho một công ty của em đang làm á, là công ty FPT, ở một vị trí cao hơn vị trí hiện tại em đang có. Vị trí hiện tại của mình đang là cái gì? Nhân viên kinh doanh chị. Vậy là mình sẽ muốn trở thành một director hoặc là dạ, CEO. Rồi có thể nói rõ về thông tin về trường mà mình sẽ theo học không, để cho tất cả các bạn được biết hơn về thông tin trường. Trường của em đúng là trường em chọn bên Mỹ á. Về thông tin thì khi mà em chuẩn bị đi du học thì em có một người bạn tư vấn và giới thiệu cho em cái trường này, vì trường này là anh ấy cũng đã từng đi du học rồi, thì anh nói trường này là rất tốt, với lại giáo viên ở đây giảng dạy rất là được. Ở bang của em học thì cũng có nhiều cảnh đẹp lắm. Khi mà mình học á, trường em nằm ở ngoại ô, khi mình học thì mình có thể đi tham quan hay du lịch tại đây luôn. Rồi sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương em? Em vô tình thôi, khi em có kế hoạch đi du học thì em có tìm kiếm ở trên mạng về cái việc đi du học của mình, thì Tân Đại Dương em thấy rất là nhiều bạn comment á, và cho ý kiến, em cũng tới thử. Khi tới thì em gặp chị tư vấn viên của em, rất là dễ thương và tư vấn rất là nhiệt tình, khiến cho em cảm thấy là tin đó khi mà làm hồ sơ tại đây. Rồi trong quá trình em làm hồ sơ với Tân Đại Dương thì có cái gì để ấn tượng mạnh cho em không? Đó là khi vừa bước vào cửa Tân Đại Dương thì cái chị tư vấn viên của em là em không nghĩ là sẽ trẻ như vậy và rất là có kiến thức của chị, nói chung là rất là vững và chị nói chuyện khiến cho người ta tạo được lòng tin đó. Chị rất dễ thương, em rất ấn tượng ngay từ lần đầu. Chị cảm ơn những cái chia sẻ của Miley cũng như là Miley đã tới đây để chia sẻ cho tất cả các bạn được biết về cái việc phỏng vấn ở lãnh sự Mỹ thì như thế nào. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái chia sẻ của Miley sẽ giúp ích rất là nhiều cho tất cả các bạn mà đang có dự định đi du học Mỹ. Và các bạn cũng sẽ thông báo với chúng tôi là bạn đã có được visa du học Mỹ trong tay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.